Ngay khi lửa bốc lên, 19 trong 44 người có mặt trên xe đã nhanh chóng chạy thoát khỏi đám cháy. Theo Bangkok Post, 22 học sinh và 3 giáo viên đã thiệt mạng. Cháy xe buýt ở Thái Lan, 25 học sinh và giáo viên đã thiệt mạng. Khởi tố tài xế chạy 70 km/h trên quốc lộ, tông lìa hai chân nữ sinh. Vụ biến mất cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk, nghi phạm là hai chị em. Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, xe ô tô ép ngã xe máy gây tai nạn liên hoàn. Cháy xe buýt ở Thái Lan, 25 học sinh và giáo viên đã thiệt mạng. Ngay khi lửa bốc lên, 19 trong 44 người có mặt trên xe đã nhanh chóng chạy thoát khỏi đám cháy. Theo Bangkok Post, 22 học sinh và 3 giáo viên đã thiệt mạng. Theo đó, chiếc xe chở giáo viên và học sinh xuất phát từ tỉnh Uthai Thani đã bị nổ lốp trên xa lộ vùng ngoại ô phía bắc thủ đô Bangkok, Thái Lan vào khoảng 12 giờ 30 phút hôm nay. Xe đâm vào rào chắn và bốc cháy. Nhân viên cứu hộ cho biết xe chạy bằng khí thiên nhiên nén và vụ tai nạn đã làm cháy bình chứa nhiên liệu dẫn đến hỏa hoạn. Video từ hiện trường cho thấy ngọn lửa bao trùm chiếc xe bên dưới cầu vượt với những đám khói đen dày đặc bốc lên. Ngọn lửa sau đó được kiểm soát, nhưng lực lượng cứu hộ phải chờ nhiệt độ giảm mới có thể tìm kiếm nạn nhân. Thông tin ban đầu cho thấy có 38 học sinh và 6 giáo viên trên xe. Theo chúng tôi biết, 3 giáo viên và 16 học sinh đã thoát ra ngoài. Hiện chưa rõ tình trạng của những người mất tích, Bộ trưởng Giao thông Suriya Jungrung Reangkit nói. Thủ tướng Pattongtan Sinawatra cho biết đã có người tử vong và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Là một người mẹ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người gặp nạn, bà Pattongtan đăng trên X. Thái Lan là một trong những nước có hồ sơ an toàn giao thông kém nhất thế giới. Phương tiện không an toàn cùng việc lái xe ẩu khiến số người tử vong do tai nạn giao thông mỗi năm đều cao. Khởi tố tài xế chạy 70 km/h trên quốc lộ, tông lìa hai chân nữ sinh. Ngày 1 tháng 10, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị này đã tống đặt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thái Bình, 29 tuổi, về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tài xế Bình là người lái xe tải tông lìa hai chân nữ sinh gây xôn xao dư luận vào tháng 5 vừa qua. Theo kết quả điều tra, khoảng 9 giờ 55 phút ngày 27 tháng 5, Đoàn Thái Bình điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 63 hướng từ huyện Vĩnh Thuận về huyện An Biên. Đến quốc lộ 63, đoạn ấp Cạn Ngọn A, xã Thạnh Yên, U Minh Thượng thì xảy ra va chạm với xe đạp điện chạy cùng chiều do em An Tâm điều khiển, phía sau chở Thanh Như cùng 12 tuổi là học sinh lớp 7. Hậu quả vụ tai nạn khiến Như bị thương tật 17%, còn em Tâm bị mất hai chân, thương tật vĩnh viễn 98%. Cơ quan điều tra đã xác định thời điểm gây tai nạn, Đoàn Thái Bình đã chạy xe ô tô tải với tốc độ 70 km/h, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện lưu thông liền trước. Trong khi đoạn đường này nằm trong khu dân cư, cho phép lưu thông đối với ô tô là không quá 50 km/h. Khoảng cách an toàn với xe lưu thông liền trước là 55m, tránh vượt không an toàn, gây ra tai nạn. Hành vi của tài xế Bình đủ yếu tố cấu thành vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vụ bịt mặt cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk, nghi phạm là hai chị em. Chiều ngày 1 tháng 10, Công an huyện Ea Hờ Leo Đắk Lắk đã truy bắt được Bùi Thị Mỹ Duyên, 23 tuổi và Bùi Văn Quang, 20 tuổi. Duyên và Quang là chị em cùng mẹ khác cha, đã có hành vi cướp giật 8 chỉ vàng tại một tiệm vàng trên địa bàn huyện Ea Hờ Leo. Hơn 18 giờ ngày 28 tháng 9, Quang điều khiển xe máy không có biển kiểm soát chở Duyên đến tiệm vàng Thanh Đức, thị trấn Ea Đô Răng, huyện Ea Hờ Leo, mục đích để cướp giật vàng. Tại đây, Duyên bịt kín mặt, đội mũ bảo hiểm vào bên trong tiệm vàng vừa hỏi mua, còn Quang ngồi trên xe máy chờ sẵn bên ngoài. Sau khi hỏi qua một số trang sức, Duyên đã nhanh tay giật lấy một lắc vàng, 4 nhẫn vàng, tổng tài sản 8 chỉ vàng rồi chạy ra xe máy tẩu thoát. Sự việc xảy ra quá nhanh nên chủ tiệm vàng ngơ ngác mất vài giây rồi lao ra đường chi hô, nhưng kẻ gây án đã trốn mất. Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Ea Hờ Leo đã xác lập chuyên án, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét người liên quan. Sau 3 ngày tích cực điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Duyên và Quang bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, họ khai nhận do nợ ngân hàng không có tiền trả nên đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Sau khi cướp thành công, Duyên và Quang đã điều khiển một phương tiện khác di chuyển đến thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai để tiêu thụ vàng. Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, xe ô tô ép ngã xe máy gây tai nạn liên hoàn. Đoạn video được camera hành trình của xe ô tô ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy vào khoảng 12 giờ trưa ngày 30 tháng 9,
Thời điểm trên, xe máy do người đàn ông điều khiển trong quá trình rẽ trái tại ngã tư đã xảy ra tranh cãi với tài xế xe ô tô con màu trắng đang di chuyển từ hướng đường giao cắt tới. Người đi xe máy sau đó đã quay đầu xe, đuổi theo ô tô con. Khi hai phương tiện di chuyển song song, chiếc xe ô tô đã bất ngờ đánh lái sang phải, ép người đi xe máy lao vào vệ đường. Không những vậy, chiếc xe ô tô còn đâm mạnh vào đuôi một ô tô con khác đang dừng đỗ ven đường, khiến chiếc ô tô này lao ra giữa đường, húc đổ giải phân cách. Sau khi liên tiếp gây tai nạn, chiếc ô tô con màu trắng đã lập tức rời đi. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra trên đường Phạm Hùng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. May mắn, sau va chạm, người đi xe máy chỉ bị thương nhẹ, không bị nguy hiểm đến tính mạng. Chiếc xe ô tô con đang đỗ bên đường bị đâm hư hỏng nặng phần đuôi và đầu xe. Nữ tài xế sau va chạm cũng hốt hoảng rời xe xuống đường, gọi điện thoại. Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận. Đa số ý kiến đều tỏ ra bức xúc, phẫn nộ với hành vi coi thường tính mạng, tài sản của người điều khiển xe ô tô con màu trắng, dù cố tình gây tai nạn nhưng vẫn ngang nhiên bỏ đi. Nếu như người đi xe máy bị thương tích nặng hay thiệt hại tính mạng, thì chắc chắn tài xế chiếc ô tô sẽ chịu trách nhiệm hình sự. Sợ thật, may không ai làm sao, quá hung hăng, coi thường tính mạng người khác, loại này phải xử phạt thật nặng. Buộc thôi việc một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh vừa có văn bản kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Trần Thu Hương, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2801F. Văn bản nêu rõ, giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật bà Trần Thu Hương, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình bằng hình thức buộc thôi việc. Bà Hương đã có hành vi vi phạm lần đầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16, Nghị định số 112 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, bị Tòa án cấp cao tại Hà Nội xử phạt 30 tháng tù vì phạm tội nhận hối lộ. Trước đó vào tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2801S thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình về tội nhận hối lộ. Các bị cáo gồm Trịnh Thành Công sinh năm 1985, nguyên giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2801S, Trần Thu Hường sinh năm 1978, nguyên phó giám đốc, Kim Ngọc Hiếu sinh năm 1988, nguyên trưởng phòng kiểm định, Bùi Trung Linh sinh năm 1990, nguyên phó trưởng phòng kiểm định, cùng các bị cáo Vũ Mạnh Tuấn sinh năm 1983, Nguyễn Xuân Ngọc sinh năm 1987, Phạm Thái Sơn sinh năm 1990, Ngô Minh Hòa sinh năm 1993, Dương Đức Thành sinh năm 1987 và Nguyễn Viết Dương sinh năm 1991 đều là đăng kiểm viên. Theo hồ sơ vụ án từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn và bằng các thủ đoạn để nhận tổng số tiền hơn 100 triệu đồng từ các lái xe đến đăng kiểm nhằm bỏ qua một số lỗi của phương tiện. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trịnh Thành Công mức án 4 năm tù, Trần Thu Hường, Bùi Trung Linh cùng bị tuyên phạt mức án 30 tháng tù, Kim Ngọc Hiếu bị tuyên phạt mức án 36 tháng tù. Các bị cáo còn lại đều bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 12 học sinh Hà Nội nhập viện do uống nước trước cổng trường, có sản phẩm hết hạn sử dụng. Ngày 1 tháng 10, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đơn vị đã nắm bắt thông tin về sự việc học sinh trường Trung học cơ sở Bình Minh, huyện Thanh Oai nhập viện do uống nước người lạ phát trước cổng trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai kiểm tra, xác minh, báo cáo cụ thể. Sự việc hiện cũng đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ. Cũng trong ngày 1 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phát đi thông tin cảnh báo tới các phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã về hiện tượng học sinh bị đau bụng khi sử dụng nước uống được phát miễn phí ở khu vực gần cổng trường. Đề nghị các đơn vị tăng cường quán triệt, các nhà trường tuyên truyền đến học sinh không sử dụng các sản phẩm phát, tặng không rõ nguồn gốc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để quản lý các khu vực xung quanh cổng trường và trên địa bàn. Tăng cường quản lý, chỉ đạo bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu. Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại thực phẩm không rõ nguồn gốc trước cổng trường có nguy cơ làm ảnh hưởng sức khỏe học sinh. Nhất là các gánh hàng rong bán đủ các mặt hàng như xúc xích, xiên chiên rán, các gói kẹo, nước uống xanh đỏ thu hút học sinh. Như đã đưa tin, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 30 tháng 9, tại cổng trường có một nhóm người lạ phát miễn phí sản phẩm trà mật ong Boncha, vị ô long đào cho học sinh trường Trung học cơ sở Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Sau đó có 263 học sinh uống sản phẩm kể trên. Đến ngày 1 tháng 10, có 13 học sinh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Oai để theo dõi sức khỏe do có triệu chứng đau đầu,
chóng mặt, buồn nôn, nôn. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm. Đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương đã thu các chai nước học sinh sử dụng gồm trà mật ong Boncha vị ô long đào và nước C2 hương ổi hồng chanh dây. Trong đó, trà mật ong Boncha vị ô long đào hạn sử dụng đến 22 tháng 9, 2025. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tiến hành niêm phong và bàn giao cho công an huyện Thanh Oai, đồng thời lấy hai mẫu sản phẩm nêu trên gửi kiểm nghiệm tại viện kiểm nghiệm. Đến nay chưa có kết quả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.